Chào mừng các em quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 6. Các em ở sách giáo khoa của môn toán lớp 6, bài 13, Ước và Bội. Thì đầu tiên các em làm bài tập số 111, câu A. Tìm bội của 4 trong các số 8, 14, 20 và 25. Ở đây chúng ta biết bội của 4 tức là các số chia hết cho 4. Thì trong các số 8, 14, 20 và 25, số nào chia hết cho 4 thì số đó là bội của 4. Ở đây 8 chia hết cho 4, 14 không chia hết cho 4, 20 chia hết cho 4, 25 không chia hết cho 4. Như vậy, trong các số 8, 14, 20 và 25, 8 và 20 chia cho 4, do đó 8 và 20 là bội của 4. Trong các số 8, 14, 20, 25 chỉ có 8, 20 chia hết cho 4, do đó bội của 4 là 8 và 20. Tiếp theo em sang câu B, viết tập hợp bội của 4 nhỏ hơn 30. Tức là các số chia hết cho 4 nhưng phải nhỏ hơn 30. Thì để tìm những số chia hết cho 4 mà nhỏ hơn 30 thì các em sẽ lấy 4 nhân lần lượt với các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến khi nào mà tích lớn hơn 30 thì các em sẽ dừng lại. Đầu tiên chúng ta lấy 4 nhân 0 bằng 0, 4 nhân 1 bằng 4, 4 nhân 2 bằng 8, 4 nhân 3 bằng 12, 4 nhân 4 bằng 16, 4 nhân 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32. Đến đây 32 lớn hơn 30 thì chúng ta dừng lại. Như vậy, các số chia hết cho 4 mà nhỏ hơn 30 là các số 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 và 28. 32 chúng ta không lấy, 32 lớn hơn 30. Như vậy, chúng ta có tập hợp bội của 4 nhỏ hơn 30 là... Ở đây chúng ta có tập hợp bội của 4 nhỏ hơn 30, bao gồm các phần tử 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 và 28. Tiếp tục các em sang câu C, viết dạng tổng quát các số là bội của 4. Ở đây chúng ta có dạng tổng quát các số là bội của 4 là 4 nhân với K, với K thuộc tập hợp các số tự nhiên. Như vậy các em lần lượt thay K bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chấm chấm. Thì chúng ta sẽ có bội của 4. 4 x 1, 4 x 0, 4 x 1, 4 x 2, 4 x 3. Như vậy dạng tổng quát các số là bội của 4 là 4 x K với K thuộc N. Tiếp tục các em sang bài tập 113. Tìm các số tự nhiên x sao cho A. X thuộc bội của 12 và x lớn hơn hoặc bằng 20, nhỏ hơn hoặc bằng 50. Ở đây, x thuộc bội của 12. Tức là chúng ta tìm x sao cho x chia hết cho 12. X chia hết cho 12 và x phải nằm trong khoảng lớn hơn hoặc bằng 20, nhỏ hơn hoặc bằng 50. X là bội của 12 thì như vậy các em sẽ lấy 12 nhân lần lượt với 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhân đến khi nào các em được tích lớn hơn 50 thì các em dừng lại. Ở đây 12 nhân 0 bằng 0, 12 nhân 1 bằng 12, 12 nhân 2 bằng 24, 12 nhân 3 bằng 36, 12 nhân 4 bằng 48, 12 nhân 5 bằng 60. Lúc này 60 lớn hơn 50 cho nên các em dừng lại. Như vậy trong các tích 0, 12, 24, 36, 48 thì chúng ta sẽ lấy các số lớn hơn hoặc bằng 20 và nhỏ hơn hoặc bằng 50. Thì ở đây chúng ta có các số thỏa mãn điều kiện bài toán đưa ra là 24. 24 lớn hơn 20. 24 là bội của 12. 36
36 lớn hơn 20, nhỏ hơn 50 và 36 là bội của 12. 48 lớn hơn 20, nhỏ hơn 50 và 48 là bội của 12. Như vậy là chúng ta tìm được 3 số 24, 36, 48 thỏa mãn điều kiện của bài toán đưa ra. Câu B. Các em tìm x là số tự nhiên sao cho x phải chia hết cho 15 và x nằm trong khoảng lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 40. Ở đây x chia hết cho 15 chứng tỏ là x là bội của 15. Thì như vậy, muốn tìm bội của 15, các em sẽ lấy 15 nhân 0, 15 nhân 1, 15 nhân 2, nhân đến khi nào mà được kết quả lớn hơn 40 thì các em dừng lại. 15 nhân 1 bằng 15, 15 nhân 2 bằng 30, 15 nhân 3 bằng 45, 45 lớn hơn 40, các em dừng lại. Như vậy, các số tự nhiên x cần tìm là các số phải chia hết cho 15 và lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 40. Thì đây trong các số 15, 30, 4, 15 và 30, 45 lớn hơn 40, chúng ta không lấy. 15 lớn hơn 0, 15 chia hết cho 15, 15 lớn hơn 0, nhỏ hơn 40, 30 lớn hơn 0, nhỏ hơn 40 và 30 chia hết cho 15. Như vậy chúng ta có hai số cần tìm là 15 và 30. Tiếp theo các em sang câu C. X thuộc ước của 20 và x lớn hơn 8. Ở đây x thuộc ước của 20, tức là ước của 20 là những số mà 20 chia hết cho nó. Như vậy các em sẽ tìm những số mà 20 chia hết và những số đó phải thỏa mãn điều kiện là lớn hơn 8. Ở đây 20 chia hết cho các số lớn hơn 8 thì chỉ có hai số là 10 và 20. Các em nhẩm từ 9 đến 20 thì chúng ta có chỉ có hai số, đó là 10 và 20. Hai số này 20 chia hết. 20 chia 10 bằng 2, 20 chia 20 bằng 1. Thì như vậy 20 chỉ chia hết cho hai số lớn hơn 8, đó là 10 và 20. Do đó các giá trị của x thỏa mãn điều kiện bài toán đưa ra, đó là các em sẽ viết dưới dạng tập hợp x bằng, mở dấu ngoặc nhọn, bên trong dấu ngoặc nhọn các em khai báo hai phần tử là 10 và 20, sau đó đóng dấu ngoặc nhọn lại. Tiếp theo các em sang câu D. Tìm x sao cho 16 chia hết cho x. 16 chia hết cho x tức là các em tìm các giá trị của x có bội là 16. 16 chia hết cho x, như vậy là 16 là bội của x. Thì đây 16 chia hết cho các số, các em nhẩm từ 1 đến 16. Số nào mà 16 chia hết thì các em lấy. 16 chia hết cho 1, 16 chia hết cho 2, 16 không chia hết cho 3 thì các em không lấy. 16 chia hết cho 4, 16 không chia cho 5 thì các em không lấy. Cứ như vậy các em sẽ có là 16 chia hết cho các số 1, 2, 4, 8 và 16. Như vậy các số tự nhiên x cần tìm, các em viết dưới dạng tập hợp x bằng, mở dấu ngoặc nhọn, bên trong dấu ngoặc nhọn các em khai báo các phần tử là 1, 2, 4, 8 và 16. Sau đó các em sẽ đóng dấu ngoặc nhọn lại. Tiếp theo các em sang bài tập số 114. Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong cách chia sau, cách nào thực hiện được, hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được. Ở đây chúng ta có cách chia thứ nhất. Cách chia thứ nhất là chia 36 người này thành 4 nhóm. Như vậy mỗi nhóm có bao nhiêu người? Muốn biết mỗi nhóm có bao nhiêu người, tức là số người ở mỗi nhóm, thì các em lấy 36 chia 4 bằng 9. Như vậy 36 học sinh được chia làm 4 nhóm và mỗi nhóm có 9 người. Cách thứ hai là các em sẽ chia 36 học sinh này, chia mỗi nhóm 6 người, như vậy là có tất cả là bao nhiêu nhóm? Các em lấy 36 học sinh chia mỗi nhóm 6 người thì 36 chia 6 bằng 6. Như vậy là các em sẽ có 6 nhóm. 36 học sinh chia đều cho 6 nhóm và mỗi nhóm có 6 người. Hoặc các em có thể hiểu là 36 học sinh chia mỗi nhóm 6 người thì chúng ta chia được là 6 nhóm.
Cách thứ ba là các em lấy 36 học sinh, các em chia đều cho 8 nhóm, như vậy là mỗi nhóm có bao nhiêu người? Ở đây 36 không chia hết cho 8, như vậy ở cách chia này không thể thực hiện được. Tiếp theo, cách thứ tư là các em có 36 học sinh, các em chia ra làm 12 nhóm thì mỗi nhóm có bao nhiêu người? Muốn biết mỗi nhóm có bao nhiêu người, các em lấy 36 học sinh chia cho số nhóm là 12, 36 chia 12 bằng 3. Như vậy, 36 học sinh chia đều cho 12 nhóm thì mỗi nhóm có 3 người. Như vậy, bài tập 114 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để nhận các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video sắp tới.